Hồi ức chiến trường ca. Tập 3, số 25. Đội công tác được giải tán. Những ngày tiếp theo nữa, trong khu vực huyện Muông Rư Xây do Trung đoàn 273 đảm nhiệm, tình hình ổn định rõ rệt. Riêng trong đội công tác do tôi đảm nhiệm thì không mấy ổn định. Nhất là sau lễ cưới của cô Saron. Cô vẫn thường hay trở lại đội công tác chơi, nhà của cô cũng là điểm đến của đội công tác. Các chị em trong đội thường hay to nhỏ và cười hi hí với nhau hoặc chuyện trò gì đó, mà khi thấy tôi đến thì họ lại im lặng, không nói tiếp nữa. Có những ánh mắt liếc nhìn tôi như giấu giếm điều gì chưa dám nói ra. Một vài lần như vậy, tôi tổ chức họp mọi người và hỏi xem có vấn đề gì. Sau một lúc ngồi im lặng không ai phát biểu, tôi khêu gợi, động viên mọi người, có vấn đề gì thì cứ nói ra, đừng ngại. Một lúc sau, Sai Trơn xin nói, Bồng Phú ơi, mọi người rất yêu quý Bồng Phú, yêu quý bộ đội Việt Nam, nhưng bây giờ mọi người muốn đi về quê. Vì rất nhớ nhà và đều muốn lấy chồng lấy vợ. Sợ Bồng Phú, sợ bộ đội Việt Nam mà chưa dám nói. Nhưng mọi người đều muốn về quê cả rồi. Tôi cũng đã biết trước vấn đề này. Tôi cũng đã báo với ban chính trị về tâm tư nguyện vọng của anh em đội công tác nên không có gì bất ngờ. Ban cũng đã báo cáo lên sư đoàn và trên cũng xét thấy không cần duy trì đội công tác bản nữa. Nên tôi nói với anh em là nguyện vọng của họ, của mọi người là chính đáng. Tôi sẽ báo lên trên quyết định. Có thể cấp trên sẽ đồng ý cho anh em trở về như mong muốn. Nhưng khi chưa được về thì mọi người vẫn phải hăng say công tác, chứ đừng như những ngày vừa qua. Tôi vừa dứt lời thì mọi người ồ lên reo vui, lao vào ôm chầm lấy tôi. Okun Bồng Phú, Okun Bồng Phú, liên tục. Hôm sau tôi báo cáo tình hình lên ban chính trị. Trung đoàn cũng xét thấy hiện giờ tình hình dân địch vận trong huyện đã tốt lên nhiều. Chính quyền các cấp ngày càng được củng cố, ngày càng được kiện toàn. Trung đoàn báo cáo về sư đoàn và sư đoàn cũng đồng ý giải quyết cho đội công tác được giải tán về địa phương ngay trong tháng. Trong những ngày tiếp theo, tôi lại phải đôn đáo lo làm chế độ, giấy tờ cho mọi người trong đội công tác. Những bữa liên hoan chia tay cũng thật vui và thật cảm động. Hôm sau, toàn bộ anh em trong đội công tác được xe của trung đoàn trở về Phnom Penh, rồi chia tay với mọi người để họ tự về quê. Quê hương của tất cả mấy anh em trong đội công tác đều ở các tỉnh giáp biên giới Việt Nam nên cũng rất tiện lợi cho họ. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, không biết là số hơn chục anh em trong đội công tác đó sau này có ai tham gia và trưởng thành trong chính quyền của bạn không? Không biết cuộc sống hiện nay của các bạn đó ra sao? Một điều rất đáng trách là tôi không còn địa chỉ cụ thể của ai để hỏi thăm. Dịp 30 tháng 4 năm 2012, trong lần đi thăm Campuchia, rất tiếc là không gặp được cô Saron, là người lấy chồng ngay tại khu vực huyện Muông Rư Xây. Dân ở đó nói vợ chồng ông bà Saron mới chuyển đi đâu mấy tháng rồi. Thật đáng tiếc. Song trong sâu thẳm tôi vẫn nghĩ mọi người trong đội công tác đã từng chung sống, chiến đấu cùng đồng cam cộng khổ với tôi, với bộ đội Việt Nam. Họ đã từng là lính, là thanh niên xung phong của chế độ Pol Pot. Họ đã thấy được bản chất tàn bạo, dã man, khát máu, mất hết tính người của chế độ Khmer Đỏ. Họ đã từ bỏ Pot, chạy sang Việt Nam. Họ đã làm được nhiều việc có ích cho dân, cho cách mạng Campuchia. Tôi luôn tin là họ, con cháu họ, sẽ mãi mãi là người bạn tốt của nhân dân Việt Nam. Sau khi đã giải tán đội công tác bạn, ban chính trị thật vắng vẻ. Tôi cũng đã nhàn nhã hơn trong công việc vì không phải họp hành, không phải quản lý đội bạn nữa. Nhưng chính sự nhàn rỗi như vậy mà tôi cũng thấy buồn. Có những lúc cứ nghĩ như họ đang còn ở đây.
tôi đi sang khu vực lán của đội công tác, lán trại hoang tàn. Tôi giật mình, bật cười một mình, rồi tôi lại điểm mặt từng người và điểm lại những tháng ngày họ cùng tôi, cùng trung đoàn chiến đấu và làm nhiệm vụ tuyên truyền dân, xây dựng chính quyền trong những ngày qua. Không biết giờ đây họ đang sống tại quê hương thế nào. Qua thời kỳ diệt chủng, gia đình họ có bị ly tán, chết chóc nhiều không? Tôi cũng thật có lỗi khi mà không dặn họ sau khi về nhà thì viết thư cho tôi biết. Nhưng lúc này Campuchia đâu đã có hệ thống bưu chính mà thư với từ thất bại đau xót. Trong khi tình hình ở huyện Muang Rusay đã rất ổn định, thì tình hình khu vực Tà Xanh, Sam Lốp, giáp biên giới Thái Lan do Trung đoàn 266 và 270 đảm nhiệm lại vẫn còn rất phức tạp, căng thẳng. Do thổ nhưỡng, do khí hậu khắc nghiệt, bệnh sốt rét hoành hành làm bộ đội ta bị mất sức chiến đấu nhiều. Mùa mưa thì lại càng khổ, việc tiếp tế lương thực, vận chuyển thương bệnh binh về phía sau vô cùng khó khăn. Rừng núi hiểm trở nên việc truy quét tàn quân Pốt và các lực lượng quân đội khác càng diễn biến phức tạp. Bọn Pốt đã phần nào gượng lại được vì được các thế lực Trung Quốc và Thái Lan giúp đỡ. Chúng vẫn được cung cấp súng đạn, lương thực, nhất là mìn thì nhiều vô kể. Đây cũng là loại vũ khí làm bộ đội ta bị thương vong rất cao. Hơn nữa là làm cho tinh thần của mọi người bị trùng xuống, e ngại trong lúc đi truy lùng các căn cứ của chúng trong rừng sâu. Bọn Pốt lại sử dụng kỹ thuật nghi binh trong đánh du kích bằng mìn cũng quá giỏi. Khoảng tháng 6 năm 1980, Trung đoàn 266 được báo cách tiểu đoàn 4 khoảng 20 km, bọn Pốt thành lập một căn cứ khoảng vài chục tên. Trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 4 tổ chức đi điều nghiên, truy quét tiêu diệt và phá căn cứ của Pốt. Giai đoạn này, quân số của các đơn vị và tiểu đoàn 4 rất mỏng, gần như là anh em bị sốt, bị ốm yếu gần hết. Chấp hành nhiệm vụ, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Dần động viên được 40 tay súng. Toàn là đảng viên và sĩ quan, có nhiều người vẫn đang trong tình trạng sốt rét, như trường hợp của Trung đội trưởng Vũ Văn Dĩnh là lớp lính tháng 7 năm 77, quê Thái Bình, hay Nguyễn Văn Sinh, đại đội trưởng đại đội 3. Đội hình lên đường lúc chập tối, tới một con suối gần Phum, được báo là có căn cứ của Pốt. Mọi người dừng lại tổ chức nấu cơm ăn và để lại 10 đồng chí tại đây. Đến 5 giờ sáng thì bắt đầu hành quân tiềm nhập vào Phum. Khoảng 8 giờ thì đội hình vào tới Phum. Đúng là có dấu vết của Pốt, nhưng chúng phát hiện ra bộ đội mình nên đã chạy dạt ra khu rừng xung quanh, lẩn trốn. Tiểu đoàn trưởng Dần cho bộ đội phát triển tiếp mấy km nữa, không gặp phải sự kháng cự nào của chúng. Anh cho bộ đội quay về vị trí bờ suối. Khi đi qua Phum cũng không gặp tên Pốt nào. Đội hình truy quét sinh ra chủ quan, hành quân theo hàng dọc. Khi cách bờ suối khoảng gần 1 km thì ung oàng rồi âm âm âm. Pốt phục kích. Chúng bắn 2 quả B-40 vào đội hình. Cùng lúc hàng chục quả mìn định hướng phát nổ, thổi vào đội hình truy kích của tiểu đoàn 4. Tiếng B-40, tiếng mìn nổ cùng tiếng la hét của anh em mình bị thương vang về tận bờ suối. Ngoài tiếng B-40, tiếng nổ của mìn không có một tiếng súng nào khác. Trung đội trưởng Dĩnh linh tính thấy sự không lành, liền điện báo ngay về trung đoàn và tổ chức toàn bộ anh em ứng cứu. Đi được khoảng mấy trăm mét thì gặp tiểu đoàn trưởng Dần, một tay đang dìu một thương binh, một tay đang nắm chặt khẩu K-59. Hai người đầy máu me. Tiểu đoàn trưởng òa khóc lên thành tiếng rồi nghẹn lời: anh em bị cả rồi, anh em bị cả rồi. Dứt lời anh gục xuống lịm đi. Nhận được điện, Trung đoàn trưởng Lê Hải Anh điều gấp đại đội trưởng trinh sát cùng các lực lượng đi tiếp ứng. Khi mọi người tới được nơi phục kích thì thật đau lòng, không còn một ai sống sót. Nhiều anh em thân hình te tua vì bị rất nhiều mảnh của mìn định hướng, tất cả đã hy sinh do mìn và đạn B-40. Bọn Pốt thật ma mãnh, khi chúng phát hiện được lực lượng của ta truy quét, chúng nhanh chân chạy trốn và bí mật theo dõi ta.
chúng theo dõi, tổ chức đón lõng, mai phục lại ta gần khu vực tập kết ở bờ suối. Trong lúc bộ đội mình rất mệt mỏi, sinh ra chủ quan, mất cảnh giác nhất. Như vậy, đội hình đi truy quét 40 người, khi trở về còn 12 đồng chí, trong đó có 2 thương binh. 28 người là sĩ quan, là đảng viên, đã hy sinh. Một tổn thất to lớn, thật vô cùng đau xót. Đây là một bài học thật lớn, trả giá cho sự chủ quan, coi thường địch của tiểu đoàn 4, trung đoàn 270, sư đoàn 341 trong những ngày tháng làm nhiệm vụ quốc tế trên đất Angkor năm 1980. Tiến công cụm cao điểm 348. Những ngày tiếp theo, các đơn vị vẫn tổ chức đi truy quét bốt cùng các đảng phái phản động khác, lùng sục, tìm diệt, triệt phá các căn cứ của chúng trong những cánh rừng sâu. Ta cứ phá được căn cứ này thì chúng lại thành lập căn cứ khác. Ta truy lùng mạnh thì chúng lại chạy sang ẩn náu bên đất Thái. Từ những căn cứ đó, chúng tổ chức đưa những toán nhỏ về cướp phá, gây rối chống chúng ta, gây hoang mang trong dân, móc nối, khống chế một số người trong chính quyền, chia rẽ nội bộ chính quyền, nhất là những chính quyền xã, phum trong vùng sâu. Một số đảng phái khác được thành lập như Khmer Trắng, Khmer Tự Do, vân vân. Nhưng thực chất cũng chỉ là các thế lực phản động câu kết thay tên đổi họ để lừa bịp, chống phá nhân dân, chống phá cách mạng chân chính của nhân dân Campuchia. Phải tiêu diệt các căn cứ này, phải tiêu diệt những tên đầu sỏ nơi phát nguồn các tội ác của chúng. Khoảng cuối tháng 4 năm 1980, sư đoàn 341 được giao nhiệm vụ tiêu diệt địch trên cao điểm 348. Đây là một trong những hang ổ quan trọng của lực lượng Khmer Tự Do, do tên Son Sen cầm đầu. Khu vực điểm cao 348 là một khu vực rừng già, liên tiếp giáp biên với Thái Lan, Campuchia. Khu vực gồm 3 mỏm chính, mỏm phía Tây, cao 420m, nằm chính giữa biên giới Campuchia-Thái Lan. Mỏm phía Nam cao 500m, cách mỏm Tây khoảng 2km, cách điểm cao 348 khoảng hơn 1km về phía Nam. Ba mỏm nối với nhau bởi các yên ngựa, trung bình cao khoảng 200m. Nếu không có người dẫn đường thì khó ai có thể tự leo lên được những điểm cao này, bởi vì rừng già, cây cối gai góc rậm rạp, địa hình hiểm trở, và lại còn hệ thống các bãi mìn dày đặc bảo vệ của chúng, các lô cốt làm bằng gỗ cùng các giao thông hào, ụ chiến đấu rất kiên cố. Nhiệm vụ tiến công cụm cao điểm này thật khó khăn. Để đảm bảo chắc thắng tiêu diệt gọn, không cho chúng chạy sang đất Thái Lan, sau khi nhận nhiệm vụ, sư đoàn quyết định tổ chức nhiều mũi trinh sát đi điều nghiên cụ thể lên Sa Bàn để tìm ra cách đánh. Trung đoàn 270 được chọn là lực lượng chính tiến công căn cứ, được tăng cường tiểu đoàn 3 của trung đoàn 273 cùng 2 đại đội trinh sát, đại đội công binh của sư đoàn. Sau gần nửa tháng trinh sát điều nghiên nắm tình hình, trinh sát sư đoàn cùng trinh sát trung đoàn 270 đã xác định điểm cao 348 là một căn cứ đầu não của lực lượng Seray K, là đảng Khmer Tự Do của Son Sen cầm đầu. Chúng bắt tay với bọn Pol Pot xây dựng điểm cao 348 thành một xào huyệt chống phá cách mạng, hòng tổ chức kháng chiến lâu dài. Các phương án tiến công cụm cao điểm 348 được thống nhất và phổ biến đến cán bộ chiến sĩ các đơn vị. Theo kế hoạch, tiểu đoàn 3 trực tiếp do Phó Trung đoàn trưởng Nguyễn Quang Nuôi chỉ huy, cùng với khung tiểu đoàn gồm tiểu đoàn trưởng Hoàng Quốc Viên, tiểu đoàn phó Đỗ Văn Bình, chính trị viên trưởng Quách Thanh Tiễn, phó chính trị là đồng chí Trần Văn Mong chỉ huy. Như vậy là tiểu đoàn 3 đang là tiểu đoàn mạnh với đủ quân số, chiến sĩ và chỉ huy. Ngoài hỏa lực biên chế, tiểu đoàn 3 được tăng cường các hỏa lực mạnh gồm 2 khẩu DKZ-75 của đại đội 15, 2 khẩu 12-7 của đại đội 16, 2 khẩu 120-ly của đại đội 14, 1 trung đội công binh, 1 trung đội trinh sát. Toàn bộ đội hình được cơ động bằng ô tô từ huyện Muông Rư Xây lên tới Tà Xanh, rồi từ đó hành quân bộ hơn 20 km tới vị trí xuất phát. Giờ dê dự kiến là 5 giờ sáng ngày 20 tháng 4 năm 1980.
Có thể nói, chủ trương tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm 348 là một chiến dịch nhỏ trong kế hoạch truy quét, tiêu diệt Pot cùng các đảng phái và thế lực phản động khác đang trỗi dậy từ sự sắp xếp của quan thầy phương Bắc. Chúng câu kết với nhau chống phá cách mạng Campuchia. Đây là một trận chiến sẽ có nhiều khó khăn phức tạp bởi tính chất rất phức tạp, sự ngoan cố nham hiểm của chúng cùng địa hình tự nhiên có lợi cho chúng. Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Lê Hải Anh được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy trận tiến công này. Sau khi nhận nhiệm vụ, ông khẩn trương cho trinh sát điều nghiên. Công binh dò gỡ mìn hơn 10 ngày, chuẩn bị đường vào khu vực tác chiến. Các lực lượng pháo binh, bộ binh, quân y, vận tải bắt đầu chiếm lĩnh các vị trí tập kết. Sau khi các công việc đã được chuẩn bị hoàn tất, sư đoàn lệnh cho trung đoàn 270 cùng các lực lượng tăng cường tiến công địch đúng giờ dê. Đường tiềm nhập vào các mục tiêu thật khó khăn vì cây cối gai góc rậm. Bọn Pot lại đốn những cây to đổ ngược xuống dốc nên nhiều chỗ anh em phải vòng vèo tránh né cây, rất phức tạp. Tới 9 giờ sáng, tiểu đoàn 5 mới gỡ xong mìn. Bộ đội tiềm nhập phát triển sâu thêm thì mũi đi đầu của đại đội 5 phát hiện hơn chục tên địch đang củng cố hầm hào. Chúng không hay biết sự có mặt của bộ đội ta. Anh em lùi lại, đặt mìn định hướng thổi về phía bọn địch. Âm! Đất trời rung chuyển. Cùng lúc bộ đội ta xung phong tiêu diệt nốt những tên còn sống sót rồi phát triển sâu vào căn cứ của chúng. Ở các hướng khác, bộ đội được lệnh xuất kích, nhưng vì đường dốc rừng rậm nên các loại cối 60 ly, súng 12 ly 7, đại liên không phát huy được tác dụng. Mìn dày đặc cũng đã cản trở tốc độ tiến quân của hai tiểu đoàn 4 và 6. Lúc này, yếu tố bất ngờ đã không còn nữa. Bọn địch từ trong các công sự trên cao tập trung hỏa lực chặn đứng mũi tiến công của tiểu đoàn 5. Tiểu đoàn 5 không phát triển được. Nhận thấy tiểu đoàn 5 đang ở thế bất lợi, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn 6 tăng tốc độ tiến công. Tiểu đoàn 6 phát triển tương đối thuận lợi. Đến lưng chừng dốc thì bị những ổ đề kháng 12 ly 7 của chúng xả đạn như mưa vào đội hình. Rất nhiều anh em trúng đạn, bị thương và hy sinh. Trong số hy sinh đó có tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Hợi. Trận chiến đã thực sự gây cấn. Trước nguy cơ không thực hiện được ý định, tiểu đoàn phó Lê Tư Lệnh cho súng 12 ly 7 và DKZ khống chế các ổ đề kháng của địch. Đồng thời, anh lợi dụng gốc cây quan sát, phát hiện ra các ổ đề kháng của chúng đang bắn ra từ hai bên sườn, chứ không phải từ trực diện từ trên cao xuống. Anh báo cáo về sở chỉ huy, tham mưu phó sư đoàn, điều hai trung đoàn phó Nguyễn Quang Nuôi, trung đoàn 273, Dương Cao Trung, đoàn phó trung đoàn 270, cùng trinh sát trực tiếp lên kiểm tra lại hướng tấn công của tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6. Qua điều nghiên, thấy rằng hai tiểu đoàn đã không đánh trúng vào mục tiêu, do địa hình quá phức tạp nên bị sai mất hướng đánh. Các anh lệnh cho hai tiểu đoàn chỉnh lại hướng tiến công, đồng thời yêu cầu cho pháo binh chỉnh lại hướng bắn, chế áp mục tiêu, hỗ trợ cho bộ binh phát triển. Hướng tiểu đoàn 5 được tăng cường thêm một đại đội. Dưới sự hỗ trợ tối đa của pháo binh, anh em lợi dụng các thân cây to, luồn lách tiến dần lên cao. Gần một ngày tiến công, bộ đội ta đã rất mệt nhọc. Đã có nhiều anh em bị thương, bị hy sinh. Nhưng với ý chí và bản lĩnh kiên cường, cùng với sự hỗ trợ của hỏa lực, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 5 liên tục tấn công phát triển. Đến 16 giờ, một nửa cao điểm phía Tây đã bị tiểu đoàn 5 đánh chiếm. Trời trong rừng tối rất nhanh, tham mưu phó sư đoàn cho bộ đội tạm dừng tiến công, củng cố hầm hào, chốt giữ ngay tại vị trí. Đề phòng bọn địch tổ chức tiến công trong đêm và pháo binh của chúng từ bên đất Thái bắn sang. Tiểu đoàn 3 được giao nhiệm vụ tiến công cao điểm 500. Vì tính chất của trận đánh nên tiểu đoàn 3 làm công tác vây lấn tiềm nhập, áp sát mục tiêu. Sáng ngày 21 tháng 4 mới được lệnh nổ súng tiến công, tức là nổ súng sau trung đoàn 270 một ngày. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 273, sư đoàn 341 là tiểu đoàn được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Tiểu đoàn 3 những năm đó đa phần là lớp lính 72 nhập ngũ từ vùng mỏ Quảng Ninh. Họ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát. Trước khi đi chiến đấu, tiểu đoàn được bổ sung thêm một số quân nhập ngũ tháng 10, tháng 12 năm 1974 của tỉnh Nghệ Tĩnh. Theo nhận xét của lãnh đạo chỉ huy, thì những người lính vùng Đông Bắc là những người lính nghịch ngợm, khó bảo, thường hay xảy ra những vụ vi phạm kỷ luật như đánh nhau, xô sát với các đơn vị bạn, hay vi phạm kỷ luật dân vận. Hồi đơn vị đóng quân bảo vệ vĩ tuyến 17 tại Vĩnh Linh, Quảng Trị, mọi người gọi họ là đội quân dao găm trắng, vì họ thường lấy mảnh đưa ra của máy bay hay của cánh bom đúc làm chuôi nắm dao găm. Ai cũng có một con dao găm tự làm, đeo bên hông, trông rất ngầu. Lính của các đơn vị khác đều có ý kiềng lính tiểu đoàn 3 vì họ khỏe, nghịch ngợm. Trong các trận đấu bóng giao hữu hay tranh giải, họ thường là những người chiến thắng. Mùa xuân năm 1975, sư đoàn được điều động vào chiến trường bổ sung cho quân đoàn 4 chiến đấu tại miền Đông Nam Bộ, tham gia chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Tiểu đoàn 3 luôn là tiểu đoàn đảm nhiệm những mũi đột kích, tiến công mạnh mẽ nhất, khó khăn nhất. Họ đã lập được nhiều chiến công và đã được phong tặng phần thưởng cao quý nhất, đó là danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Cuộc chiến biên giới Tây Nam xảy ra, số anh em lính 72, 74, 75 còn nhiều. Đó cũng là điều rất may. Chúng ta còn những cán bộ chiến sĩ nòng cốt có nhiều kinh nghiệm, dày dặn trận mạc. Những năm tháng chiến đấu dọc Tây Ninh, Long An, Châu Đốc, Đồng Tháp, Hà Tiên, Kiên Giang, tiểu đoàn 3 luôn hoàn thành nhiệm vụ, là tiểu đoàn có sức chiến đấu cao nhất, tham chiến nhiều nhất. Những chiến sĩ cán bộ được điều về sau này cùng với những cán bộ trưởng thành từ những người lính đó là những người có tinh thần trách nhiệm cao, dũng cảm, mưu trí trong trận đánh, trận nào cũng đầu tàu gương mẫu với trách nhiệm cao của người chỉ huy, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, trong chiến công bắt sống hai khẩu pháo 105 ly và một xe bọc thép của Pốt thì công đầu vẫn là của tiểu đoàn 3. Có rất nhiều gương chiến đấu dũng cảm như tiểu đoàn trưởng anh hùng liệt sĩ Nguyễn Song Thao, tiểu đoàn trưởng Phan Sĩ Thống, cán bộ chính trị như Đặng Văn Lưa, Trần Văn Mong, đại đội trưởng Nguyễn Văn Ngọc, Trần Anh Vinh, đại đội trưởng liệt sĩ Trần Văn Vinh, Hoàng Quốc Lập và rất nhiều tấm gương khác. Trong chiến dịch này, việc sư đoàn chọn tiểu đoàn 3 tăng cường cho trung đoàn 270 cũng là vấn đề cân nhắc về sức mạnh tiến công. Trời sáng rõ, các loại hỏa lực của tiểu đoàn 3 cùng pháo sư đoàn, hỏa lực cối 120 ly, cối 82 ly, DKZ, các loại bắn cấp tập, phá hoại vào các mục tiêu trên cao điểm 500. Tiểu đoàn trưởng Hoàng Quốc Viên dẫn đầu đội hình đại đội 11 dũng mãnh tiến công. Các đơn vị khác cũng tiến công vào các mục tiêu đã định. Bọn địch điên cuồng chống trả nhưng sau một giờ chiến đấu, tiểu đoàn 3 đã chiếm giữ được cao điểm 500, hàng trăm tên địch bị tiêu diệt. Trung đoàn phó Nguyễn Quang Nuôi trực tiếp đi với tiểu đoàn 3 báo cáo về sở chỉ huy. Kết quả trận đánh, tham mưu phó sư đoàn giao thêm nhiệm vụ cho tiểu đoàn đánh tạt sang cao điểm 348, hỗ trợ cho trung đoàn 270 đang gặp khó khăn. Từ điểm cao 500 đánh tràn xuống đồi yên ngựa của cao điểm 348 tương đối thuận lợi. Các loại DKZ, súng cối, súng 12 ly 7 bắn phá hoại và yểm trợ. Đại đội 9 của tiểu đoàn 3 đánh tràn xuống đồi yên ngựa, tiêu diệt được rất nhiều sinh lực địch, bọn Pốt chống cự yếu ớt rồi co cụm về cao điểm 348. Tiểu đoàn 3 để lại một bộ phận chốt giữ điểm cao 500, còn đại bộ phận truy ép địch trên cao điểm 348. Bọn địch lợi dụng hầm hào công sự trên điểm cao chống cự điên cuồng, chúng cũng gây cho tiểu đoàn 3 những khó khăn. Một số anh em bị thương và hy sinh. Nếu cứ giữ như vậy thì địch có thể hồi sức hoặc lợi dụng đêm tối chạy sang đất Thái. Chỉ huy sư đoàn động viên và lệnh cho tiểu đoàn 3 cương quyết tấn công. Sau ít thời gian nghỉ hồi sức, sốc lại lực lượng, tiểu đoàn 3 mở đợt tấn công khi trời đã gần tối. Đến 18 giờ tiểu đoàn 3 đã làm chủ được trận địa. Xác địch ngổn ngang vắt vẻo la liệt trên các bờ công sự. Trận chiến kết thúc sau 2 ngày, chiến đấu căng thẳng và ác liệt. Các cao điểm 348, 500, 420 đều bị ta chiếm giữ. Căn cứ phản động Jayka được kỳ công xây dựng nhiều năm với ý định kháng chiến lâu dài đã bị trung đoàn 270 và tiểu đoàn 3 đánh chiếm tan tành.
rất nhiều tên phải đền tội. Rất nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh bị ta phá hủy và thu giữ. Một số tên lợi dụng trời tối chạy lùi về căn cứ bên Thái Lan. Cuộc chiến kết thúc thắng lợi, các mục tiêu của kế hoạch đã hoàn thành. Ngày hôm sau, chính trị viên phó tiểu đoàn Trần Văn Mong dẫn anh em vận tải lên chuyển thương binh về. Do không quen địa hình nên bị vấp mìn. Trong đó có những quả chúng gài bằng đạn pháo 105 ly cũng phát nổ, làm đoàn vận tải hy sinh và bị thương hơn 10 người. Chính trị viên Mong cũng bị nhiều vết thương nặng. Thật là một thiệt hại đáng tiếc. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.